để đưa sản phẩm dừa xuất khẩu sang thị trường khó tính là Nhật. Doanh nghiệp này đã chọn cách làm việc với tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản, Aeon. Sản phẩm đủ điều kiện và được Aeon chấp nhận đưa lên kệ qua hệ thống siêu thị tại Nhật, thì cơ hội đưa dừa Việt đến với người dân xứ sở mặt trời mọc rất lớn. Đối với cái yêu cầu một nhà cung cấp của Aeon Top Value thì nó cũng hơi khác hơn và nó cao hơn so với cái yêu cầu nhà cung cấp của Aeon tại Việt Nam. Đặc biệt là đối với cái vấn đề về an toàn, về thực hiện các cái chính sách về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động. Đa số những sản phẩm mà doanh nghiệp muốn đưa đi xuất khẩu thông qua siêu thị Aeon đều được bày bán tại Aeon Việt Nam. Tuy nhiên, trong gần 3.000 sản phẩm Việt được bán trong siêu thị này tại Việt Nam, thì chỉ có khoảng 300 sản phẩm có thể đáp ứng đủ yêu cầu xuất khẩu bán tại hệ thống siêu thị Nhật. Dù các sản phẩm đa số phải điều chỉnh, nhưng không thể phủ nhận việc đưa hàng Việt qua siêu thị ngoại là một cơ hội để xuất khẩu, bởi riêng tập đoàn Aeon đã cam kết đến năm 2025, giá trị hàng Việt xuất khẩu qua hệ thống siêu thị có thể đạt đến 1 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi phải đáp ứng được cái tiêu chí của Aeon đưa ra là giá rẻ mà lại chất lượng cao, thì đó là một cái trở ngại mà chúng ta cần phải vượt qua. Sau khi ký kết MOU với Bộ Công Thương của Việt Nam, thì công việc mỗi ngày của chúng tôi là tìm kiếm các nhà cung cấp Việt Nam, thông tin về thị trường, những sản phẩm chúng tôi cần và hướng dẫn để các nhà cung cấp làm sao đạt được những điều kiện xuất khẩu. Trong khi nhiều doanh nghiệp chọn xuất khẩu hàng hóa bằng cách đứng trên vai của người khổng lồ là các siêu thị ngoại như tập đoàn Aeon, thì nhiều doanh nghiệp lại chọn cách xuất khẩu hàng trực tuyến thông qua những người khổng lồ như Amazon hay Alibaba. Thương mại điện tử thì như các bạn biết là nó tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Nếu như một doanh nghiệp của mình mà tham gia một cái hội chợ không, thì một năm chi phí cũng bằng hoặc là có thể hơn với là chi phí đóng trên Alibaba. Nhưng mà đó là chi phí đi hội chợ một lần, nhưng đối với Alibaba thì là một cái quảng bá suốt một năm trời cơ. Những cái cơ hội để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu. Chúng ta cũng đã biết rằng Việt Nam là một cái nơi mà hàng hóa được rất là nhiều nơi trên thế giới ưa chuộng. Và chúng ta cũng đã làm các hoạt động xúc tiến bán hàng ra thế giới. Cách đây không lâu, tập đoàn thương mại hàng đầu về thương mại điện tử Alibaba đã ký kết hợp tác với sàn thương mại điện tử xuyên biên giới của Việt Nam, Fado.vn. Với hợp tác này, các SME của Việt Nam hoàn toàn có thể đưa hàng hóa của mình tiếp cận với 260 triệu doanh nghiệp mua hàng tại 240 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, thông qua các gian hàng trên Alibaba.